Đây là chương trình Niềm tin Tin lành, phát hình trên channel Việt News USA vào mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ PM giờ Arizona, nhằm chia sẻ đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời đến với mọi người. Chúc quý vị có một ngày thật bình an, vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa. Trọng phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ các chương trình mới của Việt News USA, và đặc biệt là chương trình Niềm tin Tin lành, phát hình vào mỗi thứ bảy hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Mời quý vị đến với chương trình Chặng đường 2 năm của Việt News USA với chủ đề Khi giấc mơ về. Quý khán giả sẽ gặp gỡ các anh chị em xứ nguồn viên, các chủ nhiệm các chương trình mà quý vị yêu mến. Ngoài ra chương trình sẽ có mặt nữ ca sĩ Phương Thành đến từ Việt Nam, nam ca sĩ Quách Thành Danh, nữ ca sĩ Khả Tú, nam ca sĩ Dodo và nhiều khách mời khác. Để giúp ban tổ chức, hãy mua vé trước, vé kèm ăn tối với thực đơn 5 món, VIP 100, Regular 75. Vì không phải nhà hàng nên mua tại cửa sẽ không có phục vụ ẩm thực và vui lòng thêm 10 Mỹ Kim. Chương trình tổ chức tại Indo America 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Mở cửa 6 giờ, chương trình bắt đầu từ 7 giờ tới 11 giờ, ăn tối 8 giờ. Đặt vé 602-481-2647, 602-481-2647. Sân khấu rộng rãi, sàn nhảy thoải mái, phục vụ ăn tại bàn. Gọi sớm để có chỗ ngồi tốt hơn, ban tổ chức trân trọng kính mời. Tóc bạc là một vấn đề của đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Họ phải nhuộm tóc thông thường 2 lần một tháng. Hầu hết thuốc nhuộm đều không phù hợp với tóc. Chúng chứa các hóa chất và có hại gây rụng tóc, khô da đầu, ngứa ngáy khó chịu. Nó cũng khiến chân tóc dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Đến với Gray Away, giúp quý vị làm chậm tóc bạc. Gray Away hoàn toàn tự nhiên và không gây bất kỳ tác dụng phụ nào trên tóc và cơ thể bạn. Serum dưỡng tóc này biến đổi tóc bạc thành màu tự nhiên, giúp bạn làm mới mái tóc của mình. Gray Away điều trị các vấn đề về rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc, ngăn ngừa hư tổn tóc, nuôi dưỡng tóc và trị cầu. Gray Away làm cho tóc bóng mượt và sang trọng hơn. Gray Away không có tác dụng phụ và hoàn toàn hữu cơ, giúp dưỡng ẩm cho tóc. Gray Away trị tóc bạc và chăm sóc tóc toàn diện. Gray Away trị tóc bạc sớm, phục hồi sắc tố melanin, giúp tóc đen hơn, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc, trị cầu, nuôi dưỡng, giữ ẩm tóc, làm dịu da đầu, tăng cường tóc dày và khỏe mạnh. Hãy gọi ngay 916-666-0218, 916-666-0218. Gray Away trị tóc bạc sớm. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an. Chiến tranh, tin tức cũng như những sự kiện dồn dập khiến chúng ta không thể không suy nghĩ và bận tâm. Dĩ nhiên mối bận tâm của chúng ta không giúp thay đổi vấn đề, nhưng những sự việc xung quanh luôn luôn ảnh hưởng đến đời sống mỗi chúng ta. Làm thế nào để có thể sống yên tĩnh, hài hòa với người xung quanh, trong gia đình cũng như ngoài xã hội? Đây thật sự là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống. Quý vị đang đón
xem chương trình Sống Phúc Âm. Quý vị nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một điều gì đó qua một vài phút ngắn ngủi này. Điều mà chúng tôi muốn loan báo cho tất cả mọi người là tin lành, tức là tin vui, tin mừng, tin an lành, đem lại an bình và hạnh phúc cho con người. Trong tiếng Anh, người ta thường nói, chẳng có tin nào là tin lành cả. No news is good news. Và thật vậy, chỉ có những chuyện đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương mới được đưa lên bản tin. Thỉnh thoảng chúng ta mới nghe được một tin vui, tin mừng, đáng khích lệ. Giữa những thông tin ồn ào, bi quan, đáng nản đó, chúng tôi muốn đem đến cho quý vị phúc âm của Chúa Giê-xu. Phúc âm mà lời Chúa nói rằng, tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Đang khát nước mà được một ly nước hay được đến bên một dòng suối mát, thật không có gì thích thú và thoải mái cho bạn. Phúc âm của Chúa Giê-xu chính là dòng nước mát đó. Giữa một xã hội băng hoại, bất an, lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta như sau. Chúa phán, các ngươi là muối của đất, nhưng nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là ánh sáng của trần gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, nhưng người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Ánh sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Đó là lời Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ của Ngài và cũng cho chúng ta hôm nay. Giữa thế giới băng hoại, bất an, đầy dẫy những tin hung, tin dữ, chúng ta cần là muối, là ánh sáng cho mọi người. Chúa Giê-xu không bảo chúng ta là đường, là mật, đem lại ngọt ngào. Chúa bảo chúng ta phải làm muối mặn cho đời. Muối như chúng ta đã biết có hai tác dụng chính là giữ cho thức ăn khỏi hư và đem lại mùi vị cho thức ăn. Muối là sản phẩm thông thường nhất trong đời sống, không nhà nào lại không có muối. Và muối cũng là sản phẩm cần thiết nhất. Ngày xưa khi chưa có kỹ thuật điện lạnh và kỹ nghệ đồ hộp, muối là phương cách giúp cho thức ăn khỏi hư. Ai trong chúng ta cũng biết câu cá không ăn muối, cá ươn. Trong cuộc đời đầy băng hoại này, người tin Chúa chính là tác nhân giữ cho đời sống đỡ đi băng hoại. Nếu mọi người đều hùa theo dối trá, ganh tị, lường gạt, thì đời sống sẽ đi về đâu? Chúng ta phải làm muối để ngăn chặn, không để cho những ảnh hưởng xấu đó lan rộng. Trong một cuộc chuyện trò, nếu người ta nói xấu nhau, nói những lời thô tục, hung dữ, mà chúng ta hùa thêm vào, thì chỉ khiến cho hoàn cảnh thêm tệ hại. Ngược lại là muối của trần gian, chúng ta có thể giúp cho những câu chuyện, những mưu tính đổi sang chiều hướng tốt đẹp. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace, nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona, với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ Bảy và Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Muối chẳng những giữ cho thức ăn khỏi hư, muối cũng thêm hương vị cho thức ăn. Ngoại trừ những người phải kiêng cữ vì lý do sức khỏe, hãy tưởng tượng chúng ta không được đụng đến muối trong mọi thức ăn, chắc hẳn đời sống sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa.
Người Thiên Chúa chẳng những là tác nhân giữ cho đời sống đỡ đi băng hoại, chúng ta cũng là tác nhân đem lại hương vị ngọt ngào cho cuộc đời. Một lời nói của chúng ta có thể đem lại phiền giận, gây tranh chấp, bất an. Nhưng cũng một lời nói có thể đem lại an ủi, mát lòng cho người khác. Chúng ta cần tự hỏi, tôi là tác nhân đem lại an bình và hạnh phúc cho người chung quanh, hay tôi là người tạo hận thù ganh ghét? Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chỉ một mình mà thôi thì đâu có thể thay đổi được tình thế. Một con chim én làm sao làm nên một mùa xuân? Nhưng thật sự không phải như vậy. Nếu ai cũng nghĩ rằng chỉ một mình làm sao thay đổi được, để rồi cứ đi theo số đông, thì đời sống đã bi thương sẽ càng thêm bi thảm. Nếu mỗi một người ý thức vấn đề làm tác nhân thay đổi, cuộc đời chắc chắn sẽ có thay đổi, và chúng ta sẽ kinh nghiệm hạnh phúc của người đem lại thay đổi đó. Chúa Giê-xu chẳng những gọi chúng ta là muối của đất, Chúa cũng gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian. Muối để gia tăng hương vị, để đỡ đi băng hoại, còn ánh sáng là để soi sáng. Cuộc đời thường được ví sánh với cõi u minh, xấu xa và tối tăm. Trong bóng tối của tội ác đó, người tin Chúa được gọi là ánh sáng cho trần gian. Điểm thú vị đáng chú ý là chính Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ánh sáng cho trần gian, rồi Ngài lại ban cho chúng ta cái đặc ân được cùng với Chúa làm ánh sáng cho trần gian. Dĩ nhiên chỉ một mình Chúa Giê-xu mới là ánh sáng thật cho cuộc đời. Nhưng nếu cuộc đời của chúng ta được Chúa đụng đến và thắp sáng, chúng ta cũng có thể làm ánh sáng cho cuộc đời. Chất mặn của muối đem lại hương vị ngọt ngào và giữ cho khỏi băng hoại, nói lên đặc tính của người tin Chúa. Còn ánh sáng theo lời Chúa dạy nói đến hành động hay là việc làm của chúng ta trên cõi đời này. Chúa Giê-xu phán: ánh sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi ở trên trời. Soi ánh sáng trước mặt người khác là bày tỏ việc lành của chúng ta. Việc lành đây không phải là công đức để mong được Chúa chấp nhận, nhưng việc lành là kết quả của một đời sống được Chúa thay đổi. Một người thật lòng tin nơi Chúa sẽ kinh nghiệm ơn tái sinh, được Chúa biến đổi thành một người mới, và đời sống của người mới đó thể hiện qua những việc tốt lành, bày tỏ đặc tính của Thiên Chúa, chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào nơi tối tăm. Thưa quý vị, chúng ta không thể phủ nhận tính cách tối tăm và băng hoại của thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta làm gì trước hoàn cảnh này? Chúng ta không thể ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Thật sự, chính chúng ta cũng không thể tự mình thắp lên một ngọn nến. Nhưng điều chúng ta có thể làm là đến với Chúa Giê-xu, để cho Ngài đụng đến cuộc đời chúng ta, thắp sáng cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở thành muối của đất, ánh sáng cho trần gian. Giữa muôn vàng thông tin bất an, nản lòng, buồn chán, chúng tôi kính mời quý vị tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu, đấng đã chịu chết thế cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống mới của Ngài. Qua sự sống đó, chúng ta sẽ trở thành muối của đất và ánh sáng cho trần gian, đem lại tươi vui cho đời sống. Nhưng chúng ta cần bước đi bước đầu tiên, đó là ý thức thân phận tội lỗi của mình, ăn năn và đến với Chúa để tiếp nhận ơn tha thứ. Sau khi được tha thứ, chúng ta mới có thể trở thành muối của đất, ánh sáng cho trần gian, đem lại hạnh phúc và hy vọng cho mọi người. Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623 792 0896
623-792-0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng và AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, bàn đạp, viền sửa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623-792-0896, 623-792-0896. Eric Auto Repair, tòa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Niềm tin tin lành ngày hôm nay. Chương trình Niềm tin tin lành sẽ tiếp tục mỗi thứ Bảy hàng tuần trong cùng giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. May God bless you. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Niềm tin tin lành hôm nay. Nếu có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, quý khán giả có thể liên lạc đến với các hội thánh tin lành gần nơi quý vị cư ngụ. Hội thánh tin lành Phoenix 3444 North 19 Avenue, Phoenix, Arizona 85015. Hội thánh tin lành Phúc Âm 2967 East Silo Drive, Gilbert, Arizona 85296. Hội thánh tin lành Baptist Phoenix 5314 North 22 Avenue, Phoenix, Arizona 85015. Hội thánh tin lành Baptist Hiệp Nhất 4143 North 43 Avenue, Phoenix, Arizona 85031. Hội thánh tin lành Phục Hưng 1565 East Warner Road, Tempe, Arizona 85284. Hội thánh tin lành Greenfield 301 North Hartford Street, Chandler, Arizona 85214. Hội thánh tin lành Baptist Vườn Nho 10250 North 59 Avenue, Glendale, Arizona 85302. Hội thánh tin lành Baptist Avondale 2119 North Prescott Loop, Phoenix, Arizona 85037.